Bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chị Xuân Anh, hôm qua thì trời nắng gay gắt, hôm nay thì trời dịu hơn hẳn. Không biết là diễn biến của mấy ngày tới thì như thế nào? Vâng, trời sẽ chỉ dịu nắng ở thủ đô Hà Nội cũng như là hầu khắp miền Bắc trong ngày hôm nay thôi. Sang đến ngày mai thì nắng nhiều lại quay trở lại và nhiệt độ bởi vậy mà cũng sẽ tăng lên. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể là nắng sẽ đến sớm từ sáng và kéo dài cho đến chiều ngày mai. Và với thủ đô Hà Nội thì mức nhiệt cao nhất dự báo là sẽ cao hơn ngày hôm nay khoảng 1 độ, ở mức là 27 độ. Nếu như ở lâu ngoài trời nắng thì quý vị có thể là sẽ cảm thấy đôi lúc nóng như là mùa hè đang đến vậy. Trạng thái là nắng nhiều như thế này sẽ còn kéo dài ít nhất là cho tới ngày thứ năm và nhiệt độ cao nhất của ngày hôm đó còn tiếp tục nhích lên ở mức 28 độ. So với tháng 2 của mọi năm thì mức nhiệt của ngày thứ năm như vậy là cao hơn tới gần chục độ. Như vậy rõ ràng là năm nay thì thời tiết ở thủ đô Hà Nội cũng như là hầu khắp miền Bắc ấm hơn rất nhiều và nó lại thiếu vắng đi mưa nhỏ, mưa phùn vốn có vào giai đoạn này. Thêm một thông tin đáng chú ý nữa mà tôi muốn gửi tới quý vị, đó là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ bước vào đợt xâm nhập mặn cao từ thứ tư. Bà con hãy tranh thủ nốt ngày mai để lấy nước và tích trữ nước ngọt. Đối với sông Cái Lớn thì vị trí mà có thể lấy được nước ngọt sẽ cách cửa biển khoảng là từ 35 cho tới 40 km, tức là từ thị trấn Gò Quao trở vào bên trong. Đối với các nhánh sông Hậu, sông Cổ Chiên hay là sông Tiền thì nguồn lấy được nước ngọt thì sẽ dồi dào hơn, khi mà các điểm bắt đầu lấy được nước thì khả năng là sẽ chỉ có cách cửa biển là khoảng 25 km. Tại sông Hàm Luông thì phạm vi lấy được nước ngọt sẽ là từ khoảng 45 km tính từ cửa biển trở vào bên trong. Riêng đối với hai nhánh sông Vàm Cỏ thì sẽ khó lấy được nước hơn. Đối với các điểm mà có thể lấy được nước ngọt sẽ cách cửa biển là khoảng 60 km. Cuối cùng, xin được chuyển sang những thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố. Đối với Hải Phòng vào đêm nay, sáng sớm ngày mai sẽ có sương mù nhẹ và trời lạnh, 18 độ. Trưa chiều mai nắng ấm với nhiệt độ cao nhất tăng lên là 27 độ. Huế cũng sẽ có sương mù nhẹ trong đêm nay đến sáng sớm ngày mai, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ. Trưa chiều mai trời có nắng, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Đà Lạt do yếu tố địa hình, đêm nay trời khá rét chỉ khoảng 10 độ. Ngày mai nắng nhiều và nhiệt độ tăng tới cả chục độ, cao nhất trong ngày 26 độ.